Xin giới thiệu với các bạn nha, trận đấu sắp diễn ra là kèo hẹn, đánh một cặp kèo 33 và kèo 44 và đánh ngang cầu giữa bằng cùng dòng riềng với Tiến Hòa Lạc. Và trước mắt mà nhỏ các bạn là hai bên đang khởi động và làm thủ tục để thi đấu. Và trận đấu thứ nhất là đánh kèo 33. Ở bên ba bên đây gồm có Bằng Cùng, Phúc Đá và Hemsi. Ở bên kia gồm có Tiến Hòa Lạc, Hải và Thông cũng ở Hòa Lạc. Sẽ đã bắt đầu điểm 0-0. Điểm 1-0 bên Bằng Cùng. Mình phải mua cá nóng. Đập bóng tốt, điểm cho Tiến một điều. Điểm cho Bằng 2-1. Chắn bóng tốt, điểm cho Bằng 3-1. Tiếp tục điểm 3-1. Tiến bộ bóng tốt, điểm cho Tiến 2-3. Rồi khỏi.
một bát. Đã bóng tốt, điểm cho Tiến ba điều. Đập bóng tốt, điểm cho bằng 4-3. Có máu rồi. Anh xin đỡ bắt một đổ máu luôn rồi. Chỉ máu quá rồi. Sau đó tiếp tục điểm cho bằng 4-3. Tiến đập bóng tốt, điểm cho Tiến 4 điều. Điểm cho bằng 5-4. Ông mà ông đứng ra ông là hơi coi. Tiến đập bóng tốt, điểm cho Tiến 5 điều. Quá tốt. Đã không tốt, điểm cho bằng 6-5. Kỳ chế bóng mà nêu đẳng cấp luôn rồi. Giờ kia mà vừa nêu đẳng cấp thôi á. Chuyện kia chuẩn thôi chứ. Tiến chậm lưới, điểm cho bằng 7-5. Bỏ bóng tốt, điểm cho Tiến 6-7. Phát bóng ngoài, điểm cho bằng 8-6. Hai bên đổi xong. Tiến chậm lưới, điểm cho bằng 9-6. Bàn chấm bóng tốt, điểm cho bằng 16. Thank you.
bỏ bóng tốt điểm cho Tiến 7-10. Có bóng không vào lưới, điểm cho bằng 11-7. Bóng tốt. Chỉ cho bằng 12-7. Tiếp tục nâng điểm cho bằng 13-7. Tiếp tục nâng điểm cho bằng 14-7. Lúc đá giờ bóng quá khó chịu. Điểm 8-14. Điểm cuối cho bằng 15-8. Anh em mình chân rồi. Hoặc bóng ngoài kết thúc sẽ đấu kèm của bàn thắng tay của Tiến. Hôm nay thì các anh em bà bạn bên Tiến và gia bóng bên Tiến quá lỗi.